Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1. Luyện viết đoạn trang 136. Đề bài: ông qua nhà đưa em đi mua sách. Lúc đó bố mẹ đi vắng, em hãy viết tin nhắn cho bố mẹ yên tâm. Bài làm: ba mẹ thân yêu, chiều nay ông nội sang thăm nhà, ông thấy con đang đọc sách, ông đã khen con, ông đưa con đi mua sách. Vậy con viết tin nhắn này để bố mẹ yên tâm, khoảng 5 giờ con sẽ về nhà ạ. Con của ba mẹ, Minh Anh. Tiếp tục chúng ta nghe đoạn văn thứ hai. Bố mẹ ơi, hồi nãy lúc bố mẹ đi vắng, ông qua nhà mình chơi và ông đưa con đi mua sách. Chiều con sẽ về, bố mẹ cứ yên tâm đi làm nhé. Con chào bố mẹ ạ. Con, Vũ Minh. Và tiếp tục đoạn văn thứ ba. Mẹ thân mến, sáng nay ông ngoại sang nhà chơi, con đã kể cho ông nghe về thành tích học tập của mình. Ông đã rất tự hào và còn hứa sẽ thưởng cho con. Vì vậy, chiều nay hai ông cháu sẽ đi mua sách, sau đó hai ông cháu đi chơi công viên, khoảng 6 giờ con sẽ về nhà. Con gái của mẹ, Lan Chi. Các tin nhắn viết cho bố mẹ đến đây là hết rồi. Cô chào các con.